Xin chào tất cả các em. Ở video bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong bài 14 luyện tập chung của bài tập toán lớp 5. Bài 1 ở đây yêu cầu tính. Thì ở đây nhân 2 phân số. Muốn nhân 2 phân số thì các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Như vậy kết quả chúng ta bằng 42/55. Sang ý tiếp theo, hai hỗn số. Trước khi nhân thì em phải chuyển hỗn số về phân số bằng cách lấy phần nguyên nhân với mẫu cộng với tử này. 3 x 3 bằng 9 cộng 1 bằng 10 này. Giữ nguyên mẫu này. Ta đã chuyển hỗn số thứ nhất thành phân số. Nhân với hỗn số thứ hai chuyển thành phân số này. Tử sẽ bằng 5 x 4 20 cộng 1 nữa này. Phần nguyên nhân với mẫu cộng tử thì sẽ ra tử đúng không ạ? 21. Giữ nguyên mẫu là bằng 4. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng, kem lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu. Tử nhân với tử, tuy nhiên con 10 này này, 10 cô tách thành 5 x 2. 21 này cô tách bằng 3 x 7. Được chưa? Con 3 này giữ nguyên. 4 cô tách thành 2 x 2 bằng 4. Sau đó cô đi rút gọn, 2 này rút gọn với 2 này, 3 này rút gọn với 3 này. Kết quả chúng ta sẽ bằng 5 x 7 35. Dưới mẫu còn 2. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 35/2. Sang ý B. Muốn chia hai phân số, kem giữ nguyên cái phân số thứ nhất. Kem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai, chia 5/2 tức là nhân 2/5. Đến đây rồi kem lấy tử, mẫu nhân với mẫu. 6 x 2 trên cho 7 x 5. 6 x 2 12. 5 7 35. Kết quả chúng ta bằng 12/35. Ý tiếp theo, chia hai hỗn số. Đang là hỗn số thì các em chuyển thành phân số đấy nhá. Chuyển thành phân số này, lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử này. 2 x 3 bằng 6 cộng 1 bằng 7 này. Giữ nguyên mẫu của phân số thứ nhất, 7/3. Chia cho 4 x 1 bằng 4 cộng 1 bằng 5, 5/4. Chia thì các em chuyển thành nhân nghịch đạo, 7/3 x 4/5. Đến đây rồi, kem lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, 7 x 4 này. 3 x 5 này. 7 4 28 3 5 15. Vậy kết quả ta bằng 28/15. Sang ý C. 3/5 kem giữ nguyên. 4/7 các em giữ nguyên. Đây đang là hỗn số, các em chuyển về phân số bằng cách lấy 1 x 2 bằng 2 cộng 1 bằng 3. Giữ nguyên mẫu. Đến đây các em lấy các cái tử các em nhân với nhau. Các tử nhân nhau. 3 này nhân với 4 này nhân với 3 này trên cho này 5 x 7 x 2. Vậy cái con 4 này các em rút gọn con 2 này được không? Đây, 4 chia 2 này thì bằng 2. Như vậy dưới mẫu này mất con 2 này đi nhá. 4 này chia 2 bằng 2 này. Như vậy dưới mẫu mất con 2 này, trên này thành con 2 này. 3 x 3 bằng 9 này. 9 x với 2 bằng 18. Dưới mẫu mất con 2 này, 5 x 7 35. Kết quả bằng 18/35. Sang bài tập số 2 là bài tìm x. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích, kem chia cho thừa số đã biết. Như vậy x sẽ bằng
Chia thì em sẽ chuyển thành phép nhân nghịch đảo. Chia 2 phần 5 tức là nhân 5 phần 2. Đến đây rồi, các em sẽ rút gọn này. 4 này chia cho 2 này. 4 chia cho 2 thì bằng 2. Như vậy trên tử này còn 2, chuyển mẫu này mất con 2 này đi. 2 nhân 5 bằng 10, 10 phần 7. Như vậy x sẽ bằng 10 phần 7. Được không? Hoặc các em lấy 5 nhân 4 bằng 20 này. 7 nhân 2 bằng 14. 20 phần 14 thì rút gọn cũng bằng 10 phần 7. Sang ý B. Số bị chia, số chia, thương. Như vậy muốn tìm số bị chia, các em lấy thương, các em nhân với số chia. Được chưa? Thế bây giờ các em nháp ra nháp này. 44 phần 9 nhân với 6 phần 11 nha. Nháp ra nháp. Các em lấy tử nhân với tử, mẫu nhân mẫu. Tuy nhiên cái con 44 này các em tách thành 11 nhân 4. 11 nhân 4 bằng 44. Đúng không ạ? 6 thì các em tách bằng 3 nhân 2. 3 nhân 2 bằng 6 này. Con 9 các em tách thành 3 nhân 3 rồi nhân với 11. Con 11 rút gọn 11 này. Con 3 này rút gọn với con 3 này. Trên tử bằng 4 nhân 2 bằng 8. Dưới mẫu này còn 3 thôi. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 8 phần 3. Đấy, kết quả 8 phần 3. Các em ghi x bằng 8 phần 3 vào. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Đến đây rồi, bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng của cô ở đây một chút nhé. Sang bài tập số 3. Yêu cầu các em đổi theo mẫu. Tức là chúng ta sẽ đổi đưa về cái đơn vị là cái đơn vị ở phía trước này. Đấy, như vậy ở đây 8m thì các em giữ nguyên 8m này. Đang cm, cm sang mét thì các em chia là 100. Còn cm sang decimet các em chia 10, đúng không ạ? Cm sang mét các em chia 100. Sau khi chia rồi thì không để đơn vị cm nữa mà để đơn vị là mét. Như vậy chuyển về hỗn số thì các em viết liên tiếp phần nguyên này và phân số. Kết quả chúng ta sẽ bằng 78% mét. Sang ý B, 5m này các em giữ nguyên. 5 này cm, từ cm sang mét các em chia 100. Cm sang mét các em chia 100. Sau khi chia 100 rồi đơn vị không để là cm nữa mà đơn vị sẽ là mét. Các em chuyển về hỗn số, lấy phần nguyên này, phần phân số này. Cuối cùng 3m 9cm. 3m các em giữ nguyên. 9cm đang là cm, muốn sang mét các em chia 100. Chia rồi thì không để đơn vị cm nữa, để đơn vị là mét. Chuyển hỗn số bằng 3.9% mét. Sang 74. Chuyển 2/4 2/3 thành phân số đang là hỗn số. Muốn chuyển thành phân số các em lấy phần nguyên này nhân với mẫu này cộng với tử thì sẽ được tử, đúng không ạ? 3 x 4 bằng 12 cộng với 2 nữa bằng 14. Như vậy tử bằng 14 này, mẫu giữ nguyên bằng 3 này. Như vậy các em sẽ khoanh vào. Đáp án đúng chính là đáp án C. 2/3 của 18. Như vậy 2/3 của 18 thì các em sẽ lấy 2/3 của 18 tức là nhân 18. 2/3 của 18. Đấy. Như vậy các em lấy 18 các em chia 3. 18 chia cho 3 thì bằng 6. 6 nhân với 2, kết quả chúng ta sẽ bằng 12. Như vậy 2/3 của 18 thì sẽ bằng 12. Tức là 18 này chia cho 3 phần lấy 2 phần. Kết quả chúng ta bằng 12. 12 thì em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án B. Như vậy trên đây cô và em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập ở bài 14 luyện tập chung trang 17-18 của bài tập toán lớp 5 tập 1.
Để nhận được các video mới nhất của kênh thì các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình chuông để máy báo khi cô up bài nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các video học tiếp theo.